Sau khi nhổ nước bọt 3 lần trong thang máy, nam thanh niên này lấy khẩu trang chùi miệng rồi để lại khẩu trang trước khi bước ra khỏi thang máy. Toàn bộ hành vi của nam thanh niên được camera trong thang máy ghi lại và được cho là xảy ra tại chung cư Home City ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vụ việc đã khiến các cư dân sống ở đây vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 27 tháng 7 năm 2021, cư dân sống ở chung cư Home City phát hiện một chiếc khẩu trang đã sử dụng treo trên chai nước sát khuẩn đặt trong thang máy của chung cư, nên báo ban quản lý kiểm tra camera để làm rõ người bỏ khẩu trang vô ý thức thì phát hiện có 3 nam thanh niên đi trong thang máy. Trong đó có một nam thanh niên đã nhổ nước bọt ra sàn, sau đó dùng khẩu trang lau miệng rồi treo lên chai nước sát khuẩn. Lãnh đạo ban quản lý chung cư Home City cho biết, nam thanh niên nhổ nước bọt là người khoảng 30 tuổi, thuê một căn hộ tại chung cư ở cùng hai thanh niên khác. Theo người đứng đầu chung cư, ngay sau khi phát hiện sự việc, ban quản lý chung cư đã lên làm việc Tuy nhiên, người này đi vắng, chỉ có hai thanh niên ở cùng và cũng là người đi cùng thang máy thời điểm diễn ra sự việc nên không thể lập biên bản xử lý. Trong tối ngày 27 tháng 7, lãnh đạo công an phường Yên Hòa cho biết đơn vị này chưa nhận được thông tin từ cư dân, ban quản lý trung cư. Tuy nhiên, sự việc này vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống dịch nên đơn vị sẽ cho công an khu vực kiểm tra để sớm làm rõ xử lý.